Căn cứ vào chỉ đạo trên các trường mầm non tiểu học trong toàn tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thông báo nghỉ học đến tất cả các em học sinh và cha mẹ học sinh qua các hình thức như tin nhắn, sổ liên lạc điện tử, loa truyền thanh, thông báo tại trường. Gần 140.000 học sinh thuộc 438 trường học mầm non và tiểu học trên địa bàn được nghỉ học vì rét đậm rét hại dự báo là trong những ngày tới đây thời tiết lạng sơn tiếp tục rét đậm rét hại sở giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường cần có biện pháp chống rét cho các phòng học các bếp ăn bán trú phòng y tế đảm bảo đồ ăn nóng ấm thuốc men phòng khi học sinh ốm trong trời lạnh các trường không được tổ chức các hoạt động ngoài trời trong thời tiết rét đậm đặc biệt sở giáo dục và đào tạo cũng lưu ý căn cứ vào thời tiết mỗi vùng phòng giáo dục đào tạo các quyện thành phố chỉ đạo các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết cần thu xếp để học sinh vẫn được vào lớp học